Thưa quý vị, việc người dân tại các khu kiệt hẻm đã phong tỏa vẫn giao lưu tiếp xúc với nhau dẫn đến lây chéo khiến nguy cơ bùng phát tại những khu vực này là rất lớn. Vì vậy, phải tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để kiểm soát chặt khu vực này. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, qua kiểm tra thực tế, nhất là tại quận Thanh Khê, cho thấy nguy cơ dịch bệnh lây lan tại các kiệt hẻm là rất lớn, bởi đường hẹp, mật độ dân cư đông, và mặc dù đã cách ly y tế nhưng người dân vẫn qua lại tiếp xúc với nhau và thậm chí không đeo khẩu trang. Thực tế đó đòi hỏi phải quyết liệt ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan tại khu vực này. Bí thư Thành ủy cũng thống nhất các đề xuất của CDC Đà Nẵng và đề nghị hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để quản lý các vùng cách ly y tế, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm soát các khu vực này, xử lý nghiêm vi phạm. Kiểm tra cái việc thực hiện một cách quyết liệt và thực chất để khắc phục các cái hạn chế. Những cái khó khăn mà các đồng chí nêu ra thì lãnh đạo thành phố đã có những cái biện pháp xử lý rất là cụ thể và đã có những chỉ đạo. Thì tôi đề nghị là các đồng chí phải quyết tâm từ cơ sở để các đồng chí khắc phục cho bằng được, không để cái tình trạng F0 lây lan trong các cái khu vực dân cư ở sâu trong các cái kiệt hẻm này. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý số ca F0 điều trị hiện đang vượt mốc 2.000 người và số bệnh nhân nặng cũng như nguy cơ tử vong tăng cao nên cần tập trung nhân lực, trang thiết bị đảm bảo chủ động điều trị. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tập trung cho công tác xét nghiệm đợt 4. Tôi đề nghị là tập trung chỉ đạo thật là quyết liệt, hướng dẫn kiểm tra ở cấp cơ sở để làm sao chúng ta nâng cao cái chất lượng hơn nữa của cái đợt xét nghiệm lần thứ tư này. Bởi vì các đồng chí biết rồi, chúng ta giãn cách thêm 10 ngày thì mục tiêu của chúng ta là để tiếp tục cắt cái nguồn lây và tiếp tục phát hiện các cái F0 trong cộng đồng. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, hạn chế lây nhiễm, nhất là tại các kiệt hẻm phong tỏa như vừa qua. Đề nghị ngành y tế và các địa phương triển khai xét nghiệm đợt thứ tư đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng, đồng thời triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn và giãn cách. Rà soát những cái người mà sẽ trực tiếp tham gia lao động sản xuất đúng theo cái tinh thần là chúng ta là những người trực tiếp và sẽ tới đây chúng ta mở ra những cái hoạt động này, hoạt động kia thì những đối tượng này phải được ưu tiên tiêm trước. Và các địa phương, các bệnh viện mà được giao thực hiện cái việc tiêm chủng này, cái cơ sở vật chất để tiêm chủng này thì phải chuẩn bị cho nơi chú đáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát các điểm nóng, các khu phong tỏa, nhất là đối với các kiệt hẻm. Tâm lý của người dân mình ấy, là xét nghiệm mà âm tính một đến hai lần là rất chủ quan, mà thực tế đã chủ quan. Và thực tế nó cũng đã xảy ra, cho nên là đề nghị các địa phương và các ngành sẽ tăng cường. Và tôi nghĩ là không những chỗ Tâm Thuận đâu, mà các điểm nóng kể cả Hải Châu, các cái kiệt hẻm kia, chúng ta cũng phải tăng cường lực lượng công an, quân đội nữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các quận, huyện kiểm tra, rà soát những trường hợp vô gia cư, những người yếu thế, người lang thang cơ nhỡ để hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai trên tinh thần kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.